Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào đến toàn thể mọi người nhé. Ngày hôm nay thì cửa hàng em giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích Nhật bãi ấy. Và lô ngày hôm nay thì gồm có 8 cây máy cưa và 2 cây máy bơm nước Nhật bãi mini. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Thì như thường lệ thì em sẽ có để hai cái hàng máy nhá. Thì cái hàng đầu tiên là những dòng cưa cắt gia đình tầm trung này, và những hàng cưa bên trên là cắt gỗ lớn hơn, như là những dòng máy như Genoa Komatsu này, Echo thì có 2 cây, Echo 395, Echo GC35 và một cây máy Shinewa 353, máy rất là VIP nhá. Hàng máy bên em đã kiểm tra về độ chất lượng bi tông này và vỏ áo rất là ok rồi. Và đây là toàn hàng tuyển lựa nên anh em mua rất là yên tâm. Khi bác mua hàng thì bên em tặng bác 3 món đồ: típ mở buji, rũa cưa và túi viết chỉnh chế. Hàng máy là bao ship tận nhà và em gửi hàng đến nơi thì các bác được kiểm tra, được thử máy luôn. Và để số điện thoại liên hệ mua hàng là 0392 973 923 bác nhá. Đó, 8 cây máy rất là VIP luôn. Thì khi bác xem video thấy hay thì vui lòng cho cửa hàng em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo với ạ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu từng những hệ máy này, đọc thông số cân nặng và test nổ để các bác dễ dàng trải nghiệm và dễ dàng lựa chọn những cây máy ưng ý nhất nhá. Thì với hai cây máy bơm nước đầu tiên, một cây máy có thật trợ lực này. Cây này là dòng của Mazuyama, Big Mazu BP252M. Hệ này thì có công suất là 26cc và nòng bi tông là 34 ly. Chạy chế One Pro mà ốp có giật trợ lực luôn nhá. Trọng lượng cân nặng nhẹ nhàng là 5kg. Nếu như các bác đẩy áp cao là 36m và đẩy là 116 lít trên 1 phút, có nghĩa là lưu lượng nước đẩy ấy. Còn máy này thì ốc áng 7 màu đẹp này. Hệ này giật trợ lực, bô bọng còn rất là trắng tươi luôn. Cây này em đang để giá là 1.700.000 đồng. Tiếp theo đến cây số 2. Cây này cũng là dòng của Mazu. Cây này thì không có trợ lực nhưng được cái là máy rất là thon gọn nhá. Trọng lượng cân nặng của máy này là 5kg. Đấy. Cũng là dòng của 252. Anh em được lựa chọn những hai cái hệ này rất là thông dụng. Máy thì mới cứng luôn, các núm cao su vẫn còn nguyên. Bình xăng trắng phau, chạy chế One Pro, chế ga ngang. Đấy, chỉ cần ga mạnh là ga sang nó sẽ kéo này đi là ga này. Đó. Máy móc thì em đã test nước và đã làm dễ nổ hết rồi. Đây, như các bác nhìn qua bô là các bác biết là độ mới của cái máy nhá. Đấy, máy thì quá là VIP luôn, mới chắc luôn nha bác nhá. Ốc áng 7 màu đẹp xuất sắc. Ok, hai cái máy này để đồng giá, mỗi một cây là 1.700.000 đồng trên một cây. Tiếp theo đến cái máy cưa này. Cây máy cưa đầu tiên, cây máy này là mã F1. Cây này thì có công suất máy là 30.1cc, nòng máy bi tông là 38 ly. Hệ này thì có giật trợ lực lớn bác nhá. Tên của nó là Big Mazu CST311M. Đó, lam của nó thì dài là 40, mặt lam được cắt là 35. Xích hoạt động là xích chung 91, mắt xích thì dày như trông. Đấy, dày cực kỳ luôn bác này. Đấy, rất là nhiều mắt nhá. Hệ này cắt thì tua, máy cắt nhanh và chạy rất là khỏe luôn, tiết kiệm xăng. Lợi thế khi mà bác mua sử dụng những dòng máy cưa tay cụt nhá, thì thứ nhất là sử dụng nó đơn giản nên nhẹ nhàng. Leo trèo lên cành cao, cắt cành tỉa nhánh này, hoặc đi cắt củi công việc gia đình nhà mình thì ok, có như mình có cây cảnh cắt tỉa cắt cành thì bác sử dụng hệ này. Và anh em nào mà đam mê về một cây máy cưa đẹp, muốn mua một con máy cưa tuyển thì các bác sử dụng những dòng này thì được thể hiện độ chất lượng và độ biết chơi của mình luôn. Đấy, có nhìn qua cái dòng này nhá, giống như con mèo mà nó đang ngồi săn mồi ấy, phong cách rất thể thao luôn. Và đằng sau này thì nó có một cái lỗ là khi mà anh em mình sử dụng có thể là treo buộc dây qua đây, kéo lên kéo xuống, cắt cành trên cao. Ok, máy F1 2.300.000 đồng. Cây này thì nó có cái giật trợ lực hồi khi mà mình kéo ra này, nó hồi lại nó nổ luôn này. Đó. Rất là dễ xài. Và những cái dòng cưa tay cụt và như thế này ấy, có chung là hệ cưa cắt trên cành trên cao ấy,
thì nó có được cái độ nhạy nổ của nó gần như tuyệt đối. Đấy. Ok, tiếp theo đến cái máy số 2. Cây này là cây cưa hãng của Hitachi. Như các bác biết đấy, những cái dòng máy Hitachi như là máy TV, tất cả các chi tiết của nó thì đều là hàng tuyển, hàng ngon. Đó. Cây này có công suất là 30cc, nòng máy bê tông là 37 ly. Ở hệ cưa này thì các bác sử dụng đi cắt củi gia đình này, đi cắt cành tỉa nhánh này, cắt nói chung là cắt việc gia đình nhà mình thì sử dụng rất là ngon. Công việc cắt củi ở nhà, tỉa cành đó thì sử dụng hệ này rất là ok này. Máy thì bền bỉ mà sau này anh em có sử dụng đi tìm đồ đạc thì rất là dễ dàng. Bô của nó còn trắng tươi luôn bác nhá. Đây bô của nó này, rất là mới nhá. Đấy, CS30, hai chân ốc lam. Cái lam này của nó thì còn nguyên mặt chữ rất là xuất sắc luôn này. Đó. Xích còn dày dặn nguyên si. Nói chung là xích bãi nhưng mà vẫn rất là dày dặn. Ốc áng máy 7 màu đẹp xuất sắc. Đó. Cắt những vành gỗ tầm 100, vành 100 thì các bác cắt thoải mái. Có bơm xăng phụ đầy đủ hết nhá. Đó, đằng trước này các bác đổ xăng pha nhớt và đằng sau này là đổ nhớt lam. Máy của mình đây thì xăng pha nhớt 2T nhá, tất cả máy cưa đều xăng pha nhớt 2T hết. Đó. Máy thì đẹp xuất sắc luôn, chưa có một điểm nào chê đâu bác nhá. F2 giá là 2.200.000 đồng. Dây bao nhạy nổ luôn. Đây, lam hiệu rất là đẹp. Cái lam này dài là 35, mặt lam được cắt của nó là 30. Đó. Ok, tiếp theo đến cây máy số 3, mã là F3. Cây cưa này thì thuộc của dòng cưa Ryobi và chính gốc của nó là dòng cưa Echo. Đó, được nhà máy Ryobi nó mượn thương hiệu làm. Thì cái này có công suất của nó là 32cc, nòng máy bê tông là 38 ly. Thì cái màu của máy này nhá là màu vàng đậm. Đấy không, chứ không phải là máy cũ hay là làm sao nó xuống màu hay như nào cả. Đây các bác nhìn qua xuống màu, màu rất là đều nhá. Đây là màu vàng đậm của nó. Thì có sử dụng là bơm xăng phụ ở đằng trước này. Đấy. Máy có khóa xích ngon lành hết luôn nhá. Nói chung là máy rất là mới và các chức năng của nó thì ok, vẫn còn full. Đây. Lam Ruby này, chưa có một vết chảy vết xước nào luôn nhá. Nói là mua cái hàng tuyển này thì kiểm tra bít tông và tất cả các chi tiết của nó thì đều rất là đẹp như mới. Đó, F3 đang để giá là 2.300.000. Đây, các bạn thấy cầm một tay nhẹ nhàng nhé. Trọng lượng cân nặng của nó có 4kg thôi. Thế nên là mình đi cắt củi, cắt tỉa cành hoặc là đi sử dụng trên vườn xa, các bạn cắt thoải mái. Rất là nhạy nổ nhé. Nó vẫn còn cái nhớt trắng tươi của Nhật Bản luôn, chứ không phải là dòng máy cũ kiếc gì cả. Nhiều khi anh em mình mua máy về là lựa chọn những cái cây máy này thì cực kỳ chất lượng luôn rồi. Đây các bạn nhìn cái nhớt của nó nhé. Đấy, nhớt của nó còn trắng tươi luôn này. Ok, tiếp theo đến cây máy cưa số 4, một cái dòng máy của hãng cưa Echo 332. Hệ này có công suất máy là 34cc, nòng máy bê tông là 39 ly. Và nếu như các bác sử dụng công việc nó đi cắt củi nhiều với lượng thời gian dài thì em khuyên các bác là nên sử dụng một cây máy cưa này. Thứ nhất là nó rất là bền bỉ về cái độ thời gian cắt. Các bác cắt có thể cắt cả sáng được, càng nóng máy thì nó lại càng dễ nổ. Và hệ này thì khi máy nó nóng lên rồi thì nó cảm giác như kiểu máy chạy mở tua ấy, nó chạy đẳng cấp luôn. Đó.
hai chân ốc lam nhá. Cái chiều dài của máy lam máy này thì dài là 40, mặt lam được cắt là 35. Đó, xích sử dụng là xích chung 91. Ở cây này em đang để giá là 1.900.000 đồng. Anh em sử dụng cây này rất ok. Và hiện tại em đã bán cái dòng này rất là nhiều, và nhiều anh em cũng có đánh giá là chạy êm. Đấy, máy chạy êm, cắt rất là ổn. Đó, có màng chắn ở đây. Ở chỗ này các bác đổ xăng pha nhớt nhá, do nó có cái hình cây xăng giọt nhớt ở đây. Bên cạnh đổ nhớt lam. Nóc máy mặt tiền đẹp nhá. Ok, F4 đang để giá là 1.900.000. Máy nói chung là rất là dễ nổ, để mà đạt được hiệu quả là máy nhạy nổ như thế này ấy, thì yêu cầu cái chất lượng bít tông này và cái phần điện đó đánh rất là khỏe thì nó mới đạt được hiệu quả cao, là khi các bác giật phát là nổ ngay. Đó, dòng này thì nó không quan trọng mùa đông mùa hè nóng lạnh gì cả. Các bác chỉ việc là kéo le gió ra, bật công tắc lên này, giật một hai cái cho nó nổ tiếng ụp đã. Mình đóng le vào, giật phát nữa là nó sẽ nổ. Và khi nổ rồi thì các bác không cần phải làm thao tác nào nữa. Cứ mỗi lần các bác nổ, bác cần bóp cái cá có ga này vào nhé, là nó sẽ giữ ga và giật, nó sẽ chạy nổ êm luôn. Đấy, ok. Tiếp theo với những cái hàng máy cưa bên trên thì em có được những cái dòng máy cưa cắt gỗ lớn hơn nhé. Em có cái dòng máy là Cinewa 353. Cái này các bác thì nhìn qua này, khá là xuất sắc nhé. Hệ này có công suất là 36cc và nòng máy bít tông là 40mm. Cây này thì có trọng lượng cân nặng là 5kg. Đó, nó là một thuộc top máy cưa cắt tầm trung, gọi là gần như cắt chuyên nghiệp, gọi là bán chuyên nghiệp ấy. Các bác sử dụng hệ này là ok. Ở hai chân ốc lam. Và chính tay em đã cắt thử cái gốc gỗ và cái máy cưa này rồi. Thì nó cắt tua cao, chạy cái dòng này nghe tiếng rất là đã luôn, mà nghe rất là thoáng cưa. Đa phần là dòng cưa Cinewa họ sản xuất ra ấy, là những cái dòng máy cưa cắt khai thác và bán chuyên nghiệp. Đấy. Đây. Có bô bọng của nó này còn sáng nguyên nhá, rất là đẹp nhá. Máy hai chân ốc lam. Xích của máy này thì nó hơi kém, thì em sẽ thay cho các bác một sợi xích khác do nó dày dặn hơn. Đấy, các bác yên chí, bởi vì là khi em gửi hàng đi mà có sợi xích nào nó cùn, nó không được sắc thì em sẽ thay thế luôn cho các bác, để các bác sử dụng cho nó ngon này. Ok, F5 đang để giá là 2.500.000 đồng. Khi bác sử dụng máy, các bác cứ bóp cái cò ga bên cạnh sườn này vào. Đấy, bóp vào này, bật công tắc lên, giật rất là nhẹ. Thì tiếng nó rất là bốc nhá. Giật nổ thì bao dễ nổ luôn. Bao nhạy nổ với cây cưa này. Đó, giật là nổ luôn. Đấy, rực nổ. Máy thì yêu báo tình trạng luôn, là một vài cái lan nhựa ở đây này. Cái lan nhựa đây nó bị nứt một vài lan nhựa ở đây thôi, mỗi hai cái lan nhựa nhỏ ở đây. Thế thôi. Còn máy móc thì không có chảy xước, đã kiểm tra bê tông rất là kỹ càng. Tiếp theo đến cây máy cưa số 6. Cây này là dòng cưa của hãng Echo Grand, Gyurit Grand này, GC35L. Công suất của máy này là 36cc nhá, và nòng máy bê tông là 40mm. Thì các bác có thể nhìn qua cái lam và cái máy, phần máy của nó này, nguyên bản luôn, lam này. Máy này có ghi chữ Gyurit Grand, lam cũng vậy luôn nhá. Nói chung là cái này là bao zin, máy đã là hàng tuyển rồi. Mua cây này thì rất là mới, anh em sử dụng thì cực kỳ là yên tâm. Đó, lam dài là 40, mặt lam được cắt 35 và xích sử dụng là xích chung 91, mắt xích rất là dày, tăng chỉnh ốc ở chân lam, đó, hai chân ốc lam. Bô bọng máy này, đó,
Phần trước này các bác đổ nhớt lam bác nhé. Máy thì giật trợ lực nhỏ, có giật trợ lực nhưng mà giật trợ lực nhỏ thôi. Đằng sau này thì là xăng pha nhớt. Đây, GC35L Kyurit. Đấy, Made in Japan. Ok, khóa xích ngon lành hết bác nhé. Khóa xích ngon lành này, van xả áp có ở phần hơi luôn. Máy này có như là cái phần nào mà đời mới, đời trung, đời cao ấy, thì nó sẽ có ở phần máy này rất là nhiều. Như bô giảm âm là một này, khi bác cắt nó không bị ồn ào quá, nó làm giảm cái tiếng ồn của máy đi. Nhưng mà được cái là tua máy chạy êm, cắt rất là ngon. S6 giá là 2,6 triệu. Tuyển này thì là nó có cái nhớt của nó màu trắng nên là nhiều anh em khá là khó nhìn khi em test nó ra nhớt, mà nó không nhìn như nếu như cái nhớt màu đen thì có thể nhìn rõ rõ hơn, nhưng nhớt màu trắng tươi thì hơi khó. Về phần máy này nhá, khi các bác cắt hạ cây này, cắt những cây như gỗ mỡ quế thì các bác cắt tầm đi hạ cây đứng vanh cứ bằng xô sơn trở về, cây này cắt hạ ngon lành luôn đó, và cắt tỉa cắt phân đoạn. Ok, một cây máy cưa số 7, cây máy mã F7 bác nhá. Cây này là dòng cưa Echo Pro V395SP. Công suất của máy này là 40cc, nòng máy bê tông là 40mm. Giật có trợ lực luôn, có van xả áp phần hơi. Và cái hệ cơ này thì chuyên các bác nào mà đi cắt khai thác chuyên nghiệp này, đi hạ cây và cần thì công suất của máy lớn, đi cắt ngon lành nhưng mà cân nặng của nó vừa phải, chỉ có 5kg thôi, thì bác sử dụng hệ này là ok. Lam dài là 45 nhá, mặt lam được cắt 40 và xích hoạt động máy này là xích 325. Mắt xích còn dày dặn nguyên và cái lam này là lam tản nhiệt. Đó, máy này. Đa phần như các bác sử dụng những cái dòng máy này nha, các bác chú ý là những sử dụng cái con nào mà có cái lốc bằng nhôm như con này này. Đấy thì chạy rất là ngon luôn. Đó. Nó lốc nhôm tuy rằng nó hơi chày vào một chút ở đây, nhưng bù lại là những cái dòng máy lốc nhôm hoạt động máy sử dụng ngon lành, bốc cực kỳ luôn. Đó. F7 đang để giá là 2.900.000. Cây máy này chạm dây nổ này, đẳng cấp luôn. F7 đang để giá là 2.900.000. Hệ này các bác đi cưa cây, đi hạ cây và đi nói chung là cắt khai thác chuyên nghiệp ấy, các bác sử dụng cây này là rất là ok. Một cây máy cưa cuối cùng ngày hôm nay là cây máy cưa số 8. Hệ này là Genoa Komatsu GZ3008. Có công suất là 40cc, dòng máy bê tông 40mm mà nó thuộc của dòng Komatsu. Cắt cây của dòng này nhé, chạy rất là bốc và rất là ngon lành luôn. Giật trợ lực luôn, máy này các bác nhìn qua này, máy rất là lớn nhá. Trọng lượng cân nặng của máy này thì là 5kg, đấy, 41cc, dòng máy bê tông là 40mm. Làm Latin, làm Genoa Komatsu zin nguyên bản này, làm Latin dày cộp luôn bác nhá. Đấy, bô của nó sáng trưng luôn. Hệ này thì nó làm thuộc của máy cưa Mỹ bác nhá. Đấy, Made in USA, cưa Mỹ và sản xuất năm 2011. Đang để giá là 2.800.000 đồng. Máy giá rất là mềm, dễ tiếp cận khách hàng luôn. Đấy, anh em sử dụng hệ này thì quá ok rồi. Khóa xích ngon lành đầy đủ luôn. Phần đằng sau này nó có phần nhìn xăng này.
Đấy các bác nhìn thấy cái vạch lên vạch xuống này. Đó là khi mình không cần phải tháo cái bình xăng ra, mình chỉ cần nhìn cái qua khe này mình biết xăng hết, sắp hết còn. Đó. Đây. Có phần bơm xăng nha, nó có hình 6X này. Khi bác khởi động máy các bác bơm tầm khoảng 5 đến 6 phát. Le gió gạt lên trên này là đóng le. Đấy, giữa là mở le và trên cùng dưới cùng là tắt máy. Ok. Và đây là 8 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có cần thêm thông tin về một cây máy cưa nào đó hoặc là muốn liên hệ mua hàng thì Lị gọi điện số điện thoại là 0392 973 923. Số điện thoại đó của em thì có tích hợp với Zalo luôn. Thì anh em có thể là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo với em đều được nha các bác nhé. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.